Thưa quý vị, theo nghiên cứu có đến 80% phụ nữ bị nám tàng nhan khi bước sang độ tuổi 30. Đó là thời điểm quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn, khiến da không còn khả năng tự bảo vệ tốt như trước. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ được nguyên nhân gây ra nám và tàng nhang, cũng như giải pháp khắc phục và cải thiện tình trạng này sao cho hiệu quả để có thể sở hữu một làn da sáng khỏe từ sâu bên trong. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại mỹ phẩm và công nghệ trị nám khác nhau nhằm phục vụ nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, để lựa chọn một địa chỉ uy tín, sở hữu công nghệ trị nám an toàn, hiệu quả không phải là điều dễ dàng. Thấu hiểu được tâm lý cũng như mong muốn của khách hàng, năm 2017, Viện Thẩm mỹ Nam Seoul, đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực làm đẹp đã chính thức được thành lập với công nghệ điều trị nám tiên tiến hàng đầu thế giới. Đến nay, Viện Thẩm mỹ Nam Seoul không ngừng phát triển cả về chất lượng dịch vụ và mở rộng hệ thống cơ sở trên khắp cả nước. Viện Thẩm mỹ Nam Seoul tự hào là đối tác chuyển giao những công nghệ thẩm mỹ hàng đầu thế giới và quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên gia da liễu hàng đầu cùng kỹ thuật viên được đào tạo bài bản. Khi đến Nam Seoul thì tôi được chuyên viên tư vấn rất là chuyên nghiệp và tận tình. Hiện tại thì tình trạng nám của tôi đã hết. Ở Nam Seoul thì tôi thấy là máy móc rất là hiện đại này, nhân viên nhiệt tình và tôi hoàn toàn tin tưởng khi điều trị ở đây. Với công nghệ đa tầng Super Light Extra, sử dụng dung kép vừa thổi bay trên 80% nám, sạm và tàn nhang chỉ sau một liệu trình khử dục. Công nghệ Super Light Extra sử dụng các thiết bị y khoa hiện đại tác động đến tận sâu bên trong hạ bì da nhằm phá vỡ các hắc tố melanin và đào thải qua đường bài tiết, đồng thời giúp sửa chữa tế bào tổn thương cho da dày khỏe và tái sinh làn da trắng mịn, đẹp không tì vết. Tại Nam Seoul, đội ngũ chuyên gia và bác sĩ của chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm và thử nghiệm những công nghệ mới để đưa ra phác đồ điều trị nám mới nhất phù hợp với cái làn da của người Việt Nam. Siêu phác đồ điều trị nám Superlight Extra ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, sử dụng chùm tia ánh sáng đi sâu vào lớp hạ bì của da, đi vào từng tế bào của da để nghiền nát, phá vỡ những cái hắc tố melanin, giúp loại bỏ nám một cách nhanh chóng. Ngoài ra, công nghệ này làm giảm nhăn và trẻ hóa gấp 5 lần so với công nghệ cũ, nên là khi hết nám rồi, bề mặt da của khách hàng được trẻ hóa và láng mịn rất là nhiều. Sau khoảng 5 buổi thì da khách hàng sẽ được trả lại làn da nguyên bản như chưa từng bị nám. Đến với Thẩm mỹ viện Nam Seoul, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời cùng công nghệ trị nám tàn nhang tân tiến nhất. Tại đây, đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên luôn tư vấn, tham khám và theo dõi tình trạng da của mỗi khách hàng, để từ đó đưa ra các phác đồ điều trị phù hợp nhằm mang lại hiệu quả cao trong việc trị nám da tàn nhang nói riêng và các vấn đề về da nói chung của nhiều chị em phụ nữ. Chúng tôi luôn không ngừng phát triển và nâng tầm thương hiệu, hướng tới là đơn vị điều trị nám số 1 tại Việt Nam. Với Kim Chỉ Nam, làm việc tận tâm, nâng tầm giá trị. Với gần 10 năm hình thành và phát triển, bằng kinh nghiệm và tâm huyết của đội ngũ nhân viên cùng công nghệ tiên tiến hiện đại, Viện Thẩm mỹ Nam Seoul ngày càng khẳng định được tên tuổi của mình trên thị trường ngành thẩm mỹ tại Việt Nam với chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.